Hello, em xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người cho em Toàn gửi lời chúc buổi tối đến tất cả mọi người. Một buổi tối vui vẻ, một buổi tối an lành, hạnh phúc. Mọi người ơi, hôm nay em đang có một em Bình đây mọi người. Em Bình này là em Bình của Cutani. Size rất là khủng luôn. Đấy, họa tiết thì vẽ tay nổi khối và vẽ vàng mọi người nhá. Toàn bộ những cái viền này là vẽ vàng này, những cái chỗ này là vẽ vàng này mọi người. Rất là đẹp luôn. Em Bình này là một em Bình xưa. Chiều cao của em Bình này là cũng là tương đối là ok mọi người. Đây em xin phép em đo chiều cao cho mọi người xem. Chiều cao của em Bình này là 73 nhé mọi người nhé. Đấy. Đây em đây 73 em bấm thước đây. Đấy đây mọi người nhá. Chiều cao là 73. Em đo vòng bụng đây mọi người, vòng bụng của nó khá là to luôn, em phải ôm luôn đây mọi người. Đấy. Em bụng này khá là to luôn mọi người. Em gặp em Bình này là em thích quá, em phải lấy về ngay để giới thiệu với mọi người chứ không thể không được. Một em Bình to như thế này mà họa tiết để vẽ tay vẽ rác vàng, vẽ vàng rất là đẹp luôn. Ô mọi người, em quay lại cho mọi người xem đây mọi người, bụng của em Bình này là 142 mọi người nhé. Bụng của em Bình này 142 đấy, đây 143 rồi mọi người, 100 thôi em cứ tính 142 đi. Bụng 142, bụng là khá là to luôn mọi người, quá là ok luôn. Bụng 142 nhé mọi người nhé. Em xin phép em đo miệng của nó. Miệng của nó là 28 mọi người nhé. Miệng 28. Miệng 28, miệng quá là to luôn mọi người ạ. Họa tiết thì vẽ tay nổi khối, vẽ vàng rất là đẹp luôn. Ơi em xin phép là em đo, à em bây giờ em sẽ quay họa tiết cho mọi người xem. Đây họa tiết của em Bình chính này nhé. Đây là có một cây hoa trà này mọi người này. Đây là cây hoa trà và một con chim. Đây mọi người, đây là một con chim nhé. Một con chim và hoa trà vẽ nổi khối luôn. Dát vàng đây, vẽ vàng rất là nhiều luôn. Bình này vẽ vàng rất là nhiều mọi người ạ. Đặc biệt là gốm của Nhật vẽ vàng như này là khá là lâu đời rồi mọi người. Đẹp lắm, Bình này em thấy quá là ok rồi các bạn. Em rất là hữu duyên mà em sở hữu được cái Bình này. Nếu mà các bác nào mà mua cái em Bình này về thì cũng là hữu duyên cũng giống em mọi người. Vì em Bình này em thấy là quá xuất sắc luôn mọi người. Vẽ này, vẽ nổi khối rồi, rất là đẹp luôn. Đây bức tranh này nữa nha mọi người này. Đây nữa này. Họa tiết được quá là ok luôn mọi người. Đây, bức tranh chính của nó thì là một cây hoa trà và đôi chim. Em xin phép em quay lại cái bức tranh này nữa. Đây là bức tranh này nữa. Đây, hoa rất là đẹp luôn. Một đôi chim này mọi người. Vẽ này một đôi chim nhá. Rất là đẹp luôn. Trên này là vẽ vàng này mọi người này. Những cái đường này là toàn bộ là vẽ bằng vàng nhá mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp luôn đấy. Đây. Bức tranh chính của nó đây. Rất là đẹp luôn, hai bức tranh chính này của nó là đối diện nhau mọi người nhé. Đây này, vẽ cũng có điểm vẽ vàng luôn. Ở trên này là cũng vẽ này, ở trên này mọi người đây là vàng này, vẽ vàng này, rất là đẹp luôn. Hai con kỳ lân này ở trên quai nó lại có hai con kỳ lân nhé mọi người nhé. Hai con kỳ lân này thì là cũng vẽ vàng luôn, kỳ lân này cũng rất là đẹp luôn. Nó theo thời gian nhìn nó đổi màu, màu người ta làm nó màu cũ ấy, rất là đẹp luôn, con kỳ lân rất là đẹp. Đây và bức tranh này nữa là vẽ chim, vẽ một con chim công, vẽ nổi khối và hoa mẫu đơn nhé mọi người nhé. Bình này là bình men dạn, họa tiết vẽ tay rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người thấy chưa? Tôi em xin phép em kéo cái bình này nó sát lại đây để em quay cho các bác xem này. Đây em xin phép là em quay con lân trước. À con lân thì nó hơi khó quay. Đây mọi người nhá. Cái chỗ này là họa tiết là vẽ này, rác vàng này. Em xin phép là em hạ cái máy quay xuống một chút để em quay cho mọi người cùng xem. Đấy, đây nhé mọi người nhé. Đây bức tranh chính của nó đây. Vẽ này mọi người thấy chưa, vẽ nổi khối lên đây mọi người xem, nó vẽ vàng này rất là đẹp luôn. Đây những cái đường này là nó cũng toàn bộ vẽ vàng tất luôn, đẹp lắm mọi người ơi. Em kết cái em Bình này lắm.
Ấy mọi người xem chưa? Các bác mà xem cái bình này mà muốn sở hữu em bình này về thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đây này mọi người, hoa mẫu đơn này và vẽ chim công này. Rất là đẹp luôn. Đây nữa, mọi người thấy chưa? Đẹp chưa? Đấy, bây giờ em xin phép là em sẽ cho mọi người xem cái miệng bình và cái đáy bình để mọi người xem cái chuyện của nó. Cái này nặng lắm mọi người. Đây, cái bụng nó rất là to luôn mọi người, em phải ôm như này, nó khá là nặng luôn mọi người nhá. Ấy chuyện của nó đây. Nó nặng quá em phải bê đây mọi người. Chuyện cứ cái này là chữ ký, đây chuyện Cutani này. Đấy, rất là đẹp luôn, hàng chuẩn tít 100% hàng Nhật đó mọi người nhá. Mọi người cứ yên tâm, mọi người mua hàng của em là chỉ có hàng chuẩn chính xác, mà em mua là em mua ở trong các cửa hàng đồ cũ cũ ra nhé mọi người nhé. Đây này mọi người, đấy mọi người xem ở bên dưới này, rất là đẹp luôn, cái bình này khá là nặng luôn mọi người. Đấy, nó nặng quá em bê lên này, cái này mấy chục cân thì mọi người. Đấy mọi người thấy chưa, toàn bộ là vẽ vàng rất là đẹp luôn. Cái bình ngày xưa này rất là sâu tuổi rồi chứ không thể có mới được. Đây em cho mọi người xem cái con lân. Đây mọi người xem cái con lân này, con kỳ lân này, thấy chưa? Mọi người còn vẽ nó, thấy nó vẽ con kỳ lân, nó đắp con kỳ lân đẹp không? Khá là đẹp luôn. Ấy, đây em đặt nó xuống. Đây em quay cho mọi người xem, đây là cái cổ bình của nó nhé. Cái cổ bình này của nó cũng là vẽ vàng luôn, rất là đẹp luôn. Đây này, khá là đẹp luôn, ở miệng nó cũng miệng vẽ vàng luôn nhé mọi người nhé. Nặng quá. Đây mọi người xem một xem này. Miệng nó này, ở xung quanh đây là toàn bộ là vẽ vàng luôn nhé mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Tuy cái bình này thì nó vì là nó lâu đời rồi, nó già tuổi rồi thì nó có những cái vết chày chày, không phải là chày mà nó có vết bạc. Nó một chút kiểu là khi người ta sử dụng, người ta có thể là bị va quẹt một chút, thì những cái đấy thì thực ra là nó cũng không thể tránh được mọi người ạ. Nhưng mà cái bình này thì là nó cũng có, nhưng mà nó có rất là ít. Đấy mọi người thấy chưa, toàn bộ vẽ vàng quá là đẹp luôn. Bình này to lắm mọi người. Đây, mọi người mà ai mà muốn sở hữu em bình này thì cứ liên hệ với em Toàn nhé. Đấy, nhấc máy lên liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Đây, em bình khá là ok phải không mọi người? Em thấy là quá là đẹp luôn. Đấy, bây giờ em xin phép là em sẽ cho nó lên cao một chút, xong rồi để em quay cho mọi người cùng xem nhé. Mọi người, cái video này của em thì nó, cái bình này nó to, nó sẽ hơi hơi mất một chút thời gian, nên là rất mong là quý anh chị thông cảm cho em và đón chờ xem video nó hơi mất thời gian một chút. Nhưng mà để mình mất một chút thời gian để mình xem video mà mình chốt được cái em bình nó to, nó đẹp, size khủng như này thì cũng không đáng ngại gì thời gian. Em Toàn nó bỏ thời gian, em Toàn đi mấy trăm cây số mới sưu tầm được cái em bình này về để giới thiệu với mọi người, tất cả mọi người. Em ai có nhu cầu là thì liên hệ với em. Đó, em bỏ cả 2 ngày em mới đi em sưu tầm được em bình này về. Đấy mọi người thấy đẹp chưa, khá là đẹp luôn. Đó, một lần này nó có một cái vết. Vết này là vết từ ngày xưa rồi. Cái này thì nó vết này. Anh em mọi người, cái vết này tí nữa em sẽ chụp cho mọi người xem. Vết này là nó vết nứt từ ngày xưa chứ không phải là mới nha mọi người nhé. Cái vết này là từ ngày khi họ làm. Còn nếu mà bọn họ mới nứt ra thì đây cái hai cái thì đều như nhau mọi người nhé. Hai cái này nó khi người ta nặn, em nghĩ là do người ta nặn xong, người ta cho vào lò nung.
khi người ta nung khả năng là nó sẽ biến dạng, thì nó sẽ có cái vết dạn ở đây, cả hai bên đều như nhau mọi người nhé. Đây, em xin phép là bây giờ em sẽ quay, em cầm máy quay em quay cho nó sát lại cho mọi người xem. Đây mọi người xem này, đây con lân nó nhá. Đó, con kỳ lân đây. Ở bên này trong này nó vết dạn đây. Vết dạn này thì cũng không ảnh hưởng gì đâu mọi người. Cũng không thể là làm ảnh hưởng đến cái vẻ đẹp của chiếc bình này được, vì chiếc bình này em thấy nó quá là đẹp luôn. Đây mọi người xem này, toàn bộ vẽ vàng, óng ánh toàn là vàng. Rất là đẹp luôn. Cái bình này phải nói em sưu tầm được là em rất kết luôn các bác ạ. Thời gian em quay video là khá là lâu rồi nên là mọi người cứ thông cảm cho em. Bớt chút cho em một chút thời gian xem cho nó kỹ. Đây mọi người. Hai con lân này, chỗ này nó y như nhau. Đây chỗ những cái chỗ này nó bị bạc một chút thì đây chỗ này nó cũng bị bạc vì nó thời gian nó sử dụng nó lâu rồi. Thì nó bị bạc này thì nó cũng không vấn đề gì cả. Đây mọi người. Mọi người xem này. Vàng này. Khá là ok không phải không mọi người? Đó. Đó, mọi người thấy chưa, vàng. Ok luôn. Đây, em quay sát ở bên dưới này cho mọi người xem. Đây mọi người nhìn này. Cái chỗ cái viền này là vẽ vàng nhá mọi người nhá. Đây, mọi người xem. Quay em quay sát lại cho mọi người xem. Đấy, thấy chưa? Toàn bộ là vẽ vàng luôn, đẹp quá mọi người ơi. Đó, đó, mọi người thấy ok chưa? Quá là ok luôn mọi người ơi. Quay lại vào cái mắt của con công này, mọi người thấy cái nghệ nhân người Nhật người ta thổi hồn vào cái bức tranh rất là đẹp luôn. Đấy, thôi em Toàn xin phép, em Toàn chào tất cả mọi người đang xem video của em Toàn nhé. Một lần nữa cho em Toàn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã xem video và luôn ủng hộ em Toàn. Và một lần em xin phép mà nhắc lại thông tin liên hệ với em. Nếu các bác nào muốn mua em bình này về thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người. Bye bye mọi người.